Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng xạ thủ Erandon nha các bạn. Nhưng mà trận này thì mình sẽ đi rừng chứ không đi đường AD như những cái người anh em thích chơi xạ thủ khác nha. Trận này thì mình sẽ cầm Erandon đi rừng nha anh em. Đây là một cái vị tướng xạ thủ tương đối khó chơi nha các bạn. Thủ dạng là khó chơi nhất trong những cái gọi là vị tướng xạ thủ trong clip Win Mobile này. Đây là gọi là một cái con tướng khó chơi, nhưng mà khó chơi càng khó chơi nó càng mạnh anh em ạ. Giống như là mấy con tướng như Florentino ấy, chơi càng khó, đam càng to. Đấy, bởi vậy đâm ra hôm nay mình sẽ quyết định chơi cái vị tướng khó chơi để cho đam to anh em ạ. Làm gì biết không? Hủy diệt em bạn. Đấy. Anh em thích thì cho mình một like với nhá. Hiện tại thì mình vẫn bị đau họng mà các bạn ạ, vẫn chưa hết. Trời ơi là trời, có khi nào nó bị như vậy luôn không ta? Sao mà buồn quá trời quá đất luôn. Đấy, đọc bình luận thì có bạn bảo là vẫn chưa khỏi bệnh mà... Sao con bùa xanh của tôi đâu vậy? What the hell, thằng nào? Nào cứ bùa mình đây. Ôi trời ơi, cứ bùa tao đâu? Hả? Tụi mày chơi vậy mà coi được à? Đéo thì tin được luôn là tại sao nó lại... làm thế với tôi đấy anh em ạ. Mày hả bưởi? Chán ghê không? Đây nè nó chứ. Mẹ nhà chúng nó chơi như vậy mà cũng coi được các bạn ạ. Nghĩ làm sao mà nó cướp hết bùa của mình luôn. Ai ạ, ai chớp chớp ạ, ai già. Khét phết nhờ. Úi dồi ôi, mày hả bưởi? Đi đâu con sâu? Lấm lúa luôn. Ok. Ngon. Quá là xịn sò anh em ơi. Hai kêu loài mồm đã vậy còn hốt thêm cái em bùi xanh nữa chứ. Tôi là tôi có thích cướp bóc đâu, nhưng mà tại vì em nó cướp mình trước, mình phải cướp lại anh em ạ. Người ta bảo có loa qua có loại thì phải toái đồng nhau chứ. Bây giờ mà không lẽ bây giờ nó cướp của con của mình mà không cướp của nó, nó bảo thằng này kém, không biết gọi là ăn quái. Bởi vậy đâm ra mình phải bắt buộc phải qua cướp của nó anh em ơi. Cướp được con bùi xanh là huề rồi nha. Quá là chuẩn luôn. Ái dạ. Mãi mà nó không hết đâu mà gọi là mất tiếng cho. Cứ bị nói kiểu ồm giống như là chưa vỡ giọng anh em ạ. Mà làm video anh em nói quá trời luôn. Thì mọi người cũng biết rồi đấy. Mấy cái thằng ngọng thì hay nói. Thằng đói thì hay ăn. Mình thì nói không được. Mình phải hay nói anh em ạ. Kiểu đó vậy. Nói được thì mình có khi lại không muốn nói đâu, nhưng mà không nói được mình lại cứ ham nói. Chủ yếu làm video cho anh em xem thôi, chứ làm video mà cầm nín thì chắc cũng chẳng ai xem đâu. Tại vì mình đánh dở quá. Hay được cái chim gió anh em khoái, thế là xem video giúp ủng hộ. Cuối cùng cái kết bây giờ không nói được nữa thì thôi xong, còn đúng kín nịt các bạn ạ. Thế là toang luôn. Ô kìa. Mà đây. Vô đây bạn ơi. Ai già. Pam. Vào đây nào. Wow. Ok. Hết tôm các kiểu con đà điểu. Mình về mình farm anh em ạ. Kệ tụi nó. Muốn làm gì làm. Nó đánh gì đánh. Chứ bây giờ mà mình mà không gọi là về farm tí nữa thọt cấp một cái là chết luôn á. Úi dồi ôi. Cái gì đây? Ủa hai thằng luôn à? Chạy tôi. Địch mệnh chạy không được các bạn ạ. Mế nữa. Đông quá cơ. Ủa? Support đấy cái máu này bỏ của chạy lấy người là sao ra? Trời ơi. Tưởng nó còn ít máu nó chạy ai ngờ đâu. Nó còn đầy cây mà. Đồng đội chết hết rồi mà nó vẫn còn đầy cây. À, ngon à. Rồi lên giải kiên cường. Mình thì cứ lên giải kiên cường cho nó chắc. Đó. Vô. Dớt tụi nó. Úi dồi ôi. Ba số 1 các bạn ạ. Trời ơi, ba số 1 chuẩn chỉnh luôn. Ui, theo mình phế thế. Thôi chết rồi. Không lẽ mình lại phải ra tay gánh tem sao? Cuộc sống này nó lại khó khăn với mình tại sao? Chắc là không sao. Từ từ các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng gọi là gánh team trận này cho anh em xem.
Các bạn đang xem video của mình đừng quên để lại cho mình một like với nhá. Một like và một đăng ký kênh. Bạn nào mình chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình này. Hôm nay là chính xác là hôm nay là mình khui hồ câu cá này các bạn. Hiện tại mình đang làm video này là ban đêm các bạn. Ngày hôm sau mình úp. Ngày mà mình úp video này thì các bạn đang xem video này là đang khui hồ, đang gọi là y đùng ở dưới hồ ở đây. Tại vì thường thường mình làm video mình làm trước một ngày các bạn. Không phải làm trước một ngày, mà ví dụ như là các bạn đang xem video vào buổi trưa đúng không? Mình úp vào lúc 10 giờ trưa đúng không? Thì mình làm video vào buổi tối 8 đến 9 giờ tối. Ái chà, ham hố, chết mày, tham lam là đây chứ đâu. Lao vào đây với em là anh trai. Em cho anh ra con nhà bà bả luôn ấy chứ đùa với cả ninja rùa hả? Vô đây, cờ tóc này. Úi dồi ôi, sợ quá cơ nè. Giấc tụi nó luôn. Mày há bưởi. Bập. Eo. Vào đây với em. Vô đây với em nào. Thánh kiếm nha các bạn. Nổ chí mạng cho nó phê coi. Pam. Trời ơi. Chết tôi rồi. Vào đây. Ôi dồi ôi, khét thẹt luôn các bạn ạ, hất tùng quá đẹp đến từ Crazy luôn. Scoop, một em nữa, 4 kêu các bạn ơi. Rồi, xong ra ta nè, bay à, idol vẫn bay được luôn à. Kinh nhờ, đẩy ra vào tường rồi mà vẫn bay. Khét đấy, quá là khét luôn, con này chơi nó ảo lắm các bạn ạ. Cái gì ảo nhất là chiêu 2 của nó ấy. Mình thì mình ít chơi nên đâm ra thì mình chơi con này cũng thuộc dạng là bình thường các bạn ơi. Không có được hay. Nếu bạn nào mà chơi con này nhiều đánh ghê lắm cơ. Nếu mà mình chơi con vị tướng Erlandor này nhiều chắc mình cũng ghê thôi. Nhưng mà bây giờ thì không ghê lắm. Gọi là biết chơi sơ sơ thôi. Nhưng mà vẫn khiến cho bạn sợ hãi nha. Mình đang 4-1 đấy. Phải giọng vừa đâu. Anh em đừng có đùa. Nào. Mày hả mày. Ôi dồi ôi. Pop nè. Ok, có lúa luôn. Hello. Bướng à, lao lên à, rồi xong về ra. Ý đội Veret. Veret chết chắc rồi, double kill dành cho Erlandor. Quá xuất sắc đến từ Erlandor, tiếp tục lao lên với vị cuốn bài Toro. Toro lao lên trước, Erlandor đằng sau. Đây sẽ là cái số gọi là số phận của vị tướng Dirac rồi. Dirac. Ui dồi ôi. 3 kill ngọt sớt các bạn ơi, xanh quá xanh rồi. 7-0 ấy là 7-1 luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi quá trời đã luôn rồi kìa. Xuất sắc. Eo. Ai chơi kìa. Có chơi không? Pum. Ôi giời ơi. Chết rồi, đi mẹ nó tưởng nó không biết bay từ chim cánh cụt các bạn ạ. Cái đầu xanh chim này là chim gọi là đại bàng luôn rồi. Hay thế nhờ. Tưởng chim cánh cụt ai ngờ đâu. Kiểu này không ổn tí nào. Gì đây? Tuổi luôn hả? Chat gì kỳ vậy?
nó mới dám chat mình hốt nó luôn. Ao 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 mày 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 ui ôi tung đẹp thế Toro, trời ơi đúng Toro đẹp đẽ sạch sẽ luôn, tung quá đẹp luôn. Bởi ơi mình bấm nhanh quá biến về luôn các bạn ạ, ảo thật đấy. Bam 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 bam, vô kèo ai chả chạy à, chạy à chạy à chạy à, định mạnh mày lao lên đâu không chơi không chơi không chơi không, nghĩa nó vẫn chạy được các bạn ạ. Úi dồi ôi, nó còn chưởng tôi thêm một phát nữa chứ, đau vãi nổi ra. Winner money money. Úi dồi càng thế nhỉ. Pập 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 pập. Rồi xong. Ui dồi ôi, sao cái thằng Violet nó tốc biến nhanh vậy, định mạnh nhờ nó chứ. Ít máu quá. Sao đấy mà có cái máu thì tí nữa là mình hốt thằng Violet luôn, đẹp luôn này. Quá êm rồi. Trời ơi. Úi dồi ôi. Hất tung nè, rồi xong teo nát ăn hết. Ăn chơ, phải ăn chơ. Rồi gờ đi mấy anh em. Ui dồi ôi. Thằng vẽ red đứng lại coi. Đúng rồi, lao tới 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 này, tới này, tới này, kích quạt cho ai này, bắn 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 trâu ha mày. Ui máu ha mày. Sao mà đỡ được? Đam của Elandor này tầm này là tầm gì? Tầm này là tầm gọi là tầm phào à? Ui giời. Thôi. Bật chiêu cuối lên là bay lên lại xúc nó nè. Mê nó. Hay thế nhở? Trời ơi. Hay kìa, hay kìa, hay kìa. Hay kìa, hay kìa, hay kìa, hay kìa, hay kìa, hay kìa. Ui ôi ôi, cái này tới, cái này tới, cái này tới với chúng tôi à. Ê, không chết, không chết, không chết, không chết. Muốn ăn được Hảo đâu có dễ. Hảo lặng lách, Hảo đánh võng, Hảo làm tới lâm tâm như thế này. Muốn ăn Hảo đâu có dễ dàng. Trời ơi, dễ gì mà ăn được. Tưởng khoa đấy không có đi rắc, phải có thứ khác là mình thắng rồi đó. Đi rắc nó có cái chỗ cuối quá hay các bạn. Hay đó. Hay thì cũng thế thôi. Đằng nào thì cũng thua thôi. Sao mà thắng được Hảo? Hảo tính cả rồi mà. Nhường cho thêm bạn xíu. Cho trận đấu nó dâu lâu thêm một tí. Blue à? Đây. Con hàng đây rồi. Ổn. Mày hả bưởi. Bắn cốc cốc cái rồi biến về đúng không các bạn? Ổn. Bắn cốc 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 cái à. Đó. Đó. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Này, này, này thì bướng này, bướng này, bướng này. Ổn. Vô đây. Bơi hết vô đây. Dạ. Violet, Violet, Violet nè. Trời ơi, thiếp nó không đủ đam giết nó kìa. Đậu xanh thiệt chứ. Nguy hiểm quá, ai chả hay, hay, hay. Ok luôn. Mày hả bữa, vô. Soạn cho nó cái liềm coi. Băm 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 băm. Bam 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 bam. Dừng tao gánh à? Ui giời ơi, dừng tem bạn làm gì có cửa? Làm gì có cửa?
tôi có cái liềm nè. Ê, 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 ê. Ủa, cái gì vậy? Ủa, mình nhớ mình mua cái liềm rồi mà ta. Sao mua cái liềm rồi mà nó lại hiện lên cái liềm nữa nhỉ? Hình như là nãy mình chưa lên đủ đủ tiền, mình chưa có đủ tiền lên liềm hay sao ấy. Tự dưng vào đây chết kìa. Không phải tự dưng đâu mà. Háo thiệt, vào đây mình bấm nhanh tay tí nữa là mua được cái liềm thêm phát nữa là ok đó ha. Buồn dã man. Wow, wow, wow. Giờ mình sẽ quất cái con bùa đỏ nha. Team mình hiện tại với team bạn đang cũng khá là cân bằng nhau. Team bạn mặc dù gọi là cũng ăn mạng thôi team mình ấy, nhưng mà cũng không coi thường được nha anh em. Hai team bây giờ nó đang rất cân bằng nhau, chỉ cần team nào mà ăn con Kasa đó là team nó thắng thôi. Và hiện tại team mình đang gọi là giữ lại con Kasa, đợi tôi, đợi tôi, đợi tôi, đợi tôi. Rồi gọi đi các bạn. Cái thằng này tôi đố bạn chạy được đấy. Cho bạn xiền luôn, bạn không chạy được luôn. Xúc nó. Quốc ca xa là êm luôn nào. Bập 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 bập. Đó, bập bập một cái thôi là biến về. Uai già, kinh phết nhỏ. Khét đấy. Rồi, đi ra ca xa anh em ơi. Nha ca xa nè. Ca xa, ca xa, ca xa, nhanh 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 nhanh. Giúp tôi, giúp tôi, giúp tôi. Alain đâu rồi? Mít đâu rồi, giúp bot đâu rồi, ra giúp tôi đi, tôi AD mà. Trời ơi, AD mới dừng với AD này giống nhau mà. Giúp đi nào, đúng rồi, phải giúp đi chứ. Đúng rồi, phải thế, ok. Ok con dê. Bà 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 bà. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cố lên đồng đội tôi ơi. Ăn Kasa rồi, bây giờ là phải kết thúc trận đấu. Kết thúc trận đấu, trời ơi, quá đẹp. Toro hất tung quá đẹp các bạn ạ. Một lần hất hai thằng luôn, trong mình lao vào mình xã đạn thôi, bắn sướng phết nhờ. Công nhận cái vị tướng Elrandor này bắn phê quá anh em ạ. Quá là phê luôn, ón, 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 ón. Trời ơi, bắn đã đi chứ, bắn cái tóc, cái tóc, cái tóc, cái tóc, cái tóc. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Clip về vị tướng xạ thủ Elrandor đi rừng của mình đến đây kết thúc rồi. Bắn rất là phê các bạn ạ. Đầu trận thì nó hơi phê phê chút nhưng mà cuối trận bắn sướng thật sự. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nhá. Bye bye anh em.